có bố mẹ mình chứ có ai đâu mà qua như bỗng đây ông nội. Mà nãy sao bố mẹ có anh chị vậy? Chị đâu tôi có thấy không? Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, thì các bạn cũng biết là mình cũng nghỉ mười mấy ngày nha bạn. Thì mình cũng nhớ anh em rất là nhiều nha. Mình muốn ra làm clip chung với anh em. Nhưng mà ngày đầu tiên mình ra làm với anh em hút mình một nhát, nói chung là khá là buồn nha bạn, khá là đau đớn nha. Thì hôm nay mình suy nghĩ ra được một cái màn cho một mình sẽ cho được ba kia luôn nha bạn. Bởi vậy mình tranh thủ thức sớm để ra chòi, để giới thiệu tới tất cả các bạn cái màn cho sẵn. Rồi mình đặt máy quay, mình chờ ba anh em vô tới, rồi mình sẽ thực hiện cái màn cho này để rửa cái mối hận thù liền nha bạn. Rồi bây giờ các bạn không biết cái màn cho này như thế nào thì các bạn cứ theo dõi clip hôm nay các bạn sẽ rõ nha. Bây giờ mình sẽ đặt máy lên, rồi mình sẽ vô nhà, mình chờ ba anh em vô đầy đủ hết, rồi mình ra mình thực hiện cái màn cho lên liền nha các bạn. A few moments later. Rồi ok các bạn nha, mình đã đặt máy quay xong nha các bạn. Bây giờ mình đã giấu cái máy quay rất là kỹ nha. Nói chung là tụi nó sẽ không bao giờ phát hiện ra được nha bạn. Bây giờ mình sẽ vào nhà nha, chờ mấy anh em mà vô đủ hết thì mình sẽ ra để thực hiện cái màn cho này nha. Không biết màn cho này mình có thực hiện thành công không, nhưng mà hết chung hay ngủ nha bạn. Thôi bây giờ mình vô nhà, mời tất cả các bạn cùng đón xem màn cho hôm nay coi nó như thế nào nha các bạn. A few moments later. Ông thích là kẹo cái này đâu. A few moments later. Cô ông bị trầm cảm hay vậy? Vợ ông mới bị trầm cảm. Con mày bú á. Trời ơi, lộn mày cạn chứ.
mua mấy chai nước lên mời Khoa uống đi lụng. Khoan cho ông nội, Khoa uống nước cho ông nội. Bắt đầu tôi sợ nha ông nội. Chị ghê ba. Ba chịu đâu mày không? Mua gì ba? Ai đâu? Có thấy ai đâu mua nước. Thủy bay đậu vô phòng người ta cho thăm á, thật sự với trời. Có không khùng á. Chạy đây ông nội. Mày đi thiệt ông nội ơi. Mày nghĩ sao mà lặn lội từ Bến Tre thăm mình mà mày nghĩ sao mà nói sầm sàm gì? Ai đâu? Có đâu? Có ai đâu cha? Đâu thấy đâu? Trời ơi, mày không hiếu ngủ vậy trời ơi. Có ai đâu mà mua, có bố này mà không vui vậy? Mấy cái nước đi ông nội. Mua ai uống? Thánh thần ơi trời, đậu muốn mộng anh chị từ Bến Tre chạy lên mày không thấy gì trời. Không, cái gì vậy ơi. Không, anh chị không cảm thấy gì cái này nó giỡn giỡn như giỡn. Thật sự nó quý khách lắm nha anh chị. Anh chị đâu, không có ghế chồng vô luôn anh chị. Mày em đâu. Đúng vậy trời. Đúng. Mày nói không biết. Gì vậy ba? Vậy trời ông con khùng quá ông coi. Quá trời khùng luôn rồi. Bộ bộ ông nhà ông mới đưa nó khùng luôn hả? Mày bị khùng mới chạy đậu bóng bóng anh chị tao thăm mình mày. Ai? Người xa kìa. Người xa kìa. Bạn đi mà không ngủ cái gì mà ngạc, không chú cái gì ba. Đi đâu? Đâu đâu làm tôi sợ rồi nha. Anh chị em cảm nha, tại tôi nói giận giận vậy đó. Họ bắt cái gọi đi. Tính cho áo chị chạy. Có ai đâu ngủ ghê. Có ai đâu ngủ ghê. Mày chắc có gì mà chắc đâu mà con mang mời khách với trời. Thằng ấy là trời anh chị mà lặn lội từ Bến Tre này mày biết bao nhiêu xa, biết bao nhiêu cực khổ không? Ủa là mày khổng phải không đi ra mà mày mở cho ông vô chứ, ở đây làm gì có ai? Mày đâu? Trời tao dẫn anh đi chị đây gọi nó gì trời? Mày không? Ông nội này biết xíu anh chào của anh, ông mình ông nội này có hai ghế này trong mộng có ai ai đâu trời. Anh chị kêu hổ hổ mày kìa lụng. Chết cái lại. Trời trời. Anh chị hỏi mày chạy xe trả lời. Ông bị giống nhập cái gì ghê vậy ba? Ông sợ nha. Trời ơi, anh chị hỏi mày vô duyên quá thật sự. Trời không trả lời trời. Anh chị hỏi mày chú tuổi gì phim? Ông đi khám cái đầu lại đi ông nội ơi. Ghê quá. Mọi người đừng làm tôi sợ em nội. Ông nội lại qua cứng mà ngại. Chị có thấy ai đâu. Chị hỏi mày chú tuổi gì phim không trả lời. Anh chị không nghe không trời. Anh chị không trời. Anh chị không trời. Tại anh chị hỏi con mày được mấy tháng tuổi vậy ta? Ai hỏi bà? Thấy ai đâu hỏi? Tại chị hỏi thì bác trả lời. Con lỗi thì hi hẹp quá, ai ai đâu trả lời. Không làm anh em mất lịch sự vậy đúng. Trời ơi sao mà chạy vô có ai đâu mất lịch sự. Chị hỏi mày con mày được bao nhiêu tháng tuổi rồi kìa. Mở mất cả bán thấy đâu thấy mình ông không bị mất đua lạch ăn trời có ai đâu trời. Ông có diễn á. Sao vô mà người ta hỏi con mày bao nhiêu tuổi không trả lời. Có bị giống nhập không nội? Không mày nó giống nhập không hả? Có bốn anh em mình không có mà ai. Mà tại giờ kêu nhờ đi với cho nước lên mời khách uống không đi đi trời. Mày dính bùa dính nhiều không? Dính bùa dính nhiều không? Thầy quá hậu không mà thôi anh chị thông cảm nha. Cái gì thế hả ba? Không anh chị thông cảm, thật sự là tôi nói vậy chứ anh chị đừng dặn nó thôi. Anh chị ở đây đi. Thầy em kêu mời anh chị uống anh chị uống nào không khủng quá vậy. Hết thầy anh chị lặn lội từ xa đây mới ngộ xíu mà anh chị đồ gì cái gì anh chị dặn tôi nói anh dạ ủa cái em khủng quá gì nói chuyện mà trời khách nó vô mà bà nghĩ sao mà tôi bao gì trời có ai đâu mà thích khách khủng quá nhiều không sao gì trời vậy sao mà khách lên mà đi bơ hoài có ai chứ bình thường khoa anh vô mấy tu tiết chu đáo quản này có thấy ai đâu trời ơi trời không rồi đi dám theo gì thôi. Ông này giống nhập cái gì ông nội ơi. Ông ăn trúng cái gì rồi nè. Cái miệng gì qua ngày mà nói linh tinh xin ba chao với trời. Này tối đâu bị người ta heo cái gì không? Có tụi lao chết bụng rồi. Trong thiếu ngủ vô bị sàm. Ủa không mà trời đi hẻ hả đi đâu bậy đạp hay bậy rồi nè. Hỏi của nó thì sao gì với trời. Nó hoài hả? Nãy mà ông hỏi tôi nó sợ luôn trời. Có ai đâu trời. Tôi lại ông nội ông làm cái ghê trời. Có mấy bữa ông gặp thay đổi ghê trời. Tâm sinh lý bắt ổn với ba. Ổn đâu vậy? Ai biết đâu. Thấy cái bóng nào đâu trời. Giống cái người dựa thấy bà nội. Trời ơi, không có bị ai dán cái gì vô cái gì á ông nội. Sao ấy có cổng thiệt luôn á trời. Trời. Kiểu này sao mà làm biết trời.
này bị dông theo chắc luôn đi kêu. Có quen hay bùa hay bói gì không? Quen nghĩ thôi, sao vậy? Bùa vô dắt ông đi chứ. Phèo mình ổng đi ai biết ông thấy ghê thấy bà luôn rồi trời. Mà ông có quen ai thì bùi gì không? Là dắt ông đi trời trừ chứ. Để em dắt ông đi đi em biết kìa. Đâu không cho em có biết ra ai, tụi nói cho em có quen hay bùi phát sao hay ghê chứ, chúc mộng vậy mà ông nói chuyện thôi ông gì từ ai chứ sao trời sao. Mãi liên tục đấy, ơi con khi bao tuổi, trời nó bé gà luôn cô. Em nói còn hỏi à còn anh tuổi nữa chưa, thấy thèm, hỏi tao sợ quá. Thì anh chị đâu, ta theo ổn rồi đó, anh chị nó thèm. Cố nó bị gì vậy trời. Mày bị gì nhập nè. Mày ngoài ba cổng thiệt luôn hả trời. Bị gì mà nấu tao ban ngày. Ngoài luôn rồi. Ban đêm không ngủ không được hay gì, ban ngày bị mộng du không nói gì sạm sạm bị hoài trời. Chết gì vậy? Có người dự hay sao lại? Sợ mấy sao sinh bị trầm cảm này, không có đâu phải đẻ đâu. Thôi tôi sợ quá sợ. Thôi chắc đòn quá. Tôi loại luôn, mấy trường hợp có thấy cái này chứ. Làm gì ớn ngay trời. Không nổ tiêu luôn trời. Thèm. Cũng ba mua nước cho pha uống rồi. Trời ơi, không kiếm ai thầy phép thầy bùa gì giải quá vậy ổng liền ngồi rồi. Ghê quá vậy ghê rồi. Ổng đi vô kìa ổng gặp cũng gặp. Ý nhưng mà có người giữa mình nói chuyện sàm 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 mình chứ. Này bị ta giữa chắc luôn. Ai hết trơn không có tự nhiên phục hồn đâu mà ai nói chuyện mình nội. Vô dắt ổng đi ông nội. Đâu. Tao nghĩ ra mà tụi bay bắt mình xử. Mà lấy sao tao bay bơ kỳ cục vậy trời. Tao không có gì không? Có ai đâu mất lịch sự. Sợ quá trời nữa mà. Mày nè mày chạy có ai đâu mà. Rồi hỏi đồ ông tỉnh táo không có ai đây xuất hiện đâu mà. Không mày người ta dặn mày luôn hỏi mày con ai chết trả lời luôn. Sợ quá trời. Tao hỏi mày bao nhiêu tuổi mày không trả lời luôn. Không có đầu nhận vào. Đâu. Còn mày đâu. Kêu mày đi mua mấy chai nước. Tao mời tao mà cũng không đi nữa. Đúng nè. Không ai đâu mà anh như mộng đang nổi. Mà mày sao bố nè. Còn anh chị vậy? Anh chị đâu tôi có thấy đâu. Mà nãy có hẹn không? Sao đó? Đi đi theo tôi. Đi đâu? Tôi dặn cái nhà hay mày tôi. Ô ông tỉnh chưa? Ôi ơi, cái gì trời? Trời ơi, mày theo ông. Sợ quá trời quá em ơi. Người ta hỏi mày coi bao nhiêu tuổi mày. Có ai hay đâu? Đi về nhà tôi kêu mẹ tôi dặn cái bùa. Đậu uống bông mày dặn cái gì bùa? Ông bị dông theo rồi. Người ta lặn lội từ xa để thăm anh em mình. Mình nghĩ sao mà hỏi mày bao nhiêu tuổi mày không trả lời? Không vậy. Tôi nói ông á là có người ta là mấy em lịch sự chu đáo tiếp đàng hoàng có thấy không? Mà thường mà từ nhà đây chu đáo sao bữa nay mày không chu đáo? Mày ai đâu tiên? Tiên mày nhớ nhà mày muốn chơi nhà nước con mày muốn đi mua. Sao mày mua chỗ mua anh em mình cho mày mua cái gì? Quay phim chắc ông đi. Mày có thể mua cái gì? Dặn ông đi. Ông ơi. Ông đi. Ông ơi. Mày nghĩ tao bay bắt lịch sự vậy luôn trời. Ông giờ có kêu là không có vấn đề không? Ông giờ không có vấn đề gì? Thiếu ngủ không? Mày có vấn đề gì? Ông giờ không có đi đâu mà vô tiểu đạo nha. Tụi bay đi đâu á? Ông có đảm gì chứ? Ông có đảm gì đâu? Ông làm cho mày giúp rồi. Mày có bị khủng bóc đủ quá. Bao nhiêu tuổi rồi mày không trả lời bắt lịch sự. Tâm sinh lý của ông bị rối loạn hay gì á? Tao không biết tụi bay đang nghĩ cái gì và đang làm cái gì luôn. Tôi không biết ông đang làm cái gì cơ. Bây giờ mà người ta xuống thăm tụi bay ngáo ngáo đứng mình thì dễ người ta sao có hay ai đâu ai, trời ai, ai mà vô đây tôi chết liền tao chỗ luôn. Ờ tao mệt quá tao thiệt tụi bay tao gặp tụi bay tao thiệt tao khủng hoảng rồi thiệt tôi. Ờ tao cũng khủng hoảng ơi. Mình làm cái nghề này mình được anh chị em người ta quý mến là tụi thăm mình nghĩ mình còn hết nó nghĩ sao mà tao bơ có ai đâu có ai đâu mà không có trời mày nghĩ sao mà tao chẳng nhận một câu đâu. Cũng không thấy cũng không bằng này có ai đâu mà anh với bỗng đây mà ông không ngủ đây trời. Anh này cái chuyện này chị vậy mới chịu rồi vậy mới chịu rồi vậy mới chịu rồi ai đâu có ngủ đâu anh chị thôi chân này đúng là bị bùa mẹ tôi mới dẫn ông thầy bùa nè đi chơi luôn mày về mày kêu mẹ mày dẫn mày đi thầy bùa á thầu đúng rồi mày đi làm bùa mấy nha tao kêu mày nè mày về anh em chở đi đi tao giữa ông rồi đó mày đi mày dẫn đi bùa chữa mày bắt thử cho mày á không có chuyện gì chở gì nè của em kêu mày em dẫn đi đi chứ gì á mày mắc dữ ẩu bỗng ẩu mắc dữ xong nói chuyện mình ông nói chuyện nào mà nói chuyện mình nói chuyện nào đây nói sợ sợ thèm đi chứ ông không đi chuyện mẹ là ảnh hưởng tới mẹ bà sao mới đẻ mới sinh mày về mày kêu bá rồi dẫn mày đi mày bùa chị cái bệnh mắc sự mày á bố theo ông là chết ông luôn nhà nguy hiểm lắm đó nha tôi thấy tôi nói
gì trời, vô nhặt mày mới vô nhặt má. Ông nói tào lao từ sớm giờ không thấy ai vậy nha. Cái đầu quá tụi bay thiệt á. Tao bây giờ tao không hiểu là tụi bay đang làm cái gì, đang có nghĩ cái gì luôn. Thôi bây giờ tao cho tụi bay nghỉ một ngày, cho tụi bay tự suy nghĩ lại cuộc đời tụi bay đó. Đi vô đi, sạm vợ vô. Sạm sạm cái gì nè. Tôi có dính trong người không trời, ghê trời. Thôi bữa nay khỏi làm gì nữa trời. Bây giờ tao cho anh em nghỉ một ngày đó. Bây giờ anh em về tự suy nghĩ bản thân đi. Bây giờ vô đó. Không làm gì trời, có thấy ai ông suy nghĩ bản thân thôi. Có mình ông nãy giờ ông nói sạm xí đu vậy. Vô đó mà sạm đi. Vô ảnh hưởng tới ta. Tỉnh táo. Bây giờ ta thì cái ta không còn làm gì nổi nữa chứ. Bây giờ tao cho anh em nghỉ một ngày đó. Anh em về cứ tự suy nghĩ bản thân. Nghĩ coi mình đối xử với fan vậy có đúng chưa? Tao bay về tự suy nghĩ bản thân đi. Tôi nói gì trời. Mấy tôi làm gì đâu có ai đâu mà. Sao đâu? Anh chị người ta lên tụi mày không tiếp. Ông coi cái bệnh kìa, ông mà lây bà sạm á. Ông còn nặng quá. Mày bệnh nặng không? Tao vô luôn. Thôi, vô nó đi mày ơi. Rồi bay đi, về đây tụi bay tự suy nghĩ tụi bay nha. Cái gì trời, đi vô nó là sạm kêu ấy đi, kêu ông. Mày nghĩ xa mà người ta nặng lội từ bây giờ xa xôi mà người ta dặn người ta bỏ về. Tôi vô nói với bả này. Để ông vô nó làm ảnh hưởng tới nó rất đó. Cái đầu bị bệnh rồi ông phải ơi. Bà nó kéo vô mét vợ mình nha bạn, nói mình bị ma nhập nha. Đậu tranh chiếc này chắc bà Sạm bị chửi bị thú quất rồi kìa. Thôi bây giờ mình gỡ máy quay xuống rồi mình kết thúc clip nha bạn. Chứ chắc này mà ngồi mình vô mình chạy bà Sạm bắt cao đâu mình để chứ bà giận vừa đâu. Thôi chào tạm biệt bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha. Bây giờ mình dọn con trọng để mình xì ra nói chọn cho bạn, để tụi nó mà đung vô bà Sạm tí nhà cho bạn.